Đây nha các bạn nha, kết quả có lươn hôm nay của mình nha. Đây. Ba ống mà được 5 con. Thấy chưa? Ống 3 con, ống 1 con. Ống 1 con. Đấy, lươn đẹp luôn nha. Kết quả hôm nay đây. Ngâm để nấu cháo nha. Lươn này nhà mình cũng không to lắm đâu. Đấy, các bạn thấy không? Rất là đẹp, rất là chắc chắn. Chỉ 3 ống thôi. Mùi chắc chắn là con lươn nó thích ăn mùi trứng vịt lộn rồi các bạn. Hai ống con bò đúng đâu nữa đó. Hai ống nhỏ. Chú về mua lại 48 cá chỗ. 48 lươn vào bao nhiêu? Với 60. 60 thì lươn to hơn. Đấy. Rồi, xin chào các bạn nhá. Cho các bạn xem lại lần nữa nhá. Đây. Lươn đây. Rồi, chào các bạn.